Đấy, anh em mình có con đang cắn kìa, cái sợi mút kìa, mút bành phao bác kìa. Này chắc là cá rô rồi, ui ui. Đây rồi, ui ui, hàng to anh em ơi. Ui trời ơi, hàng to không phải rô các bác ơi. Con gì vậy? Wow, bự 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 anh em ơi. Ui, bố số tay lên rồi. Bự bự. Hai con này hơn chục cân. Đẳng cấp ở đây chứ đâu. Quá là đã các bác ạ. Ô, anh em nhìn nhớ phê hiệu. Cái này khả năng không cần phải quét sạc tế các bác ạ. Con này ra đẹp thật. Ồ, mèo nướng ngon chưa? Mưa bay bay rồi, không cần quét sạc tế anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đây anh em ơi, ngọn dù đặc đây, ngọn này có một kéo trâu hùng gãy các bạn ạ. Đây kéo phê. Khả năng bây giờ đánh luôn ở cái lỗ này các bạn, xào luôn ở cái lỗ lỗ này. Đánh gần bờ, chẳng cần đánh sao bờ đâu. Làm luôn ở đây này. Làm mấy cục mồi xuống em nhé. Làm mấy cục mồi. Đó. Đúng lỗ luôn. Ok. Rồi, cân lưỡi thử xem là lông sâu thế nào các bác ơi. À, kéo lưỡi lên. Cho phao lên tí đã. Nó vướng lưỡi. À, sâu đấy nhỉ. Ôi sâu lắm anh em ạ. Chìm nghỉm luôn. Nó về sâu đã man nhỉ. Cách bờ có một đoạn nhưng mà nó rơi khoảng gần 2 mét nước này chết rở rồi. À được đấy, một lớp sâu này thì đánh này vớ vẩn hay gặp cá to này. Sâu này đánh mình là hay đấy các bác ạ. Ok, đẹp luôn. Chinh chiến rồi các bác ơi. Xuống rồi. Vừa sinh này chẳng cần chống cần, em vừa định làm cái chống cần rồi thôi chắc chẳng cần nữa. Qua đây.
đây rồi anh em ơi. Đóng dưới rừng đây được cái nó không thiếu củi anh em ạ, củi rất là nhiều nhưng mà nó hơi ẩm ẩm, cái này chỉ để đốt về sau thôi. Còn đây là anh em tôi phải đốt vào thằng hoa trước. Bây giờ đốt được cái này trước các bạn, tí đốt tối nay thì mình lấy củi luôn ở trong rừng các bác nhé. Kể cả củi đấy nó khô khô thì phải đốt ngay, hôm nay nó mưa phùn ấy, ẩm ẩm à, tí phải hong khô. Cháy đang cháy. Cháy nó. Đang cháy rồi anh em ạ. Xào của xong đấy. Cởi áo ra thì rét, mặc vào thì lại lóng lóng anh em ạ. Vẫn hậu Covid chưa khỏi đấy. Này anh em tôi nướng một chầu hổ các bác ạ. Cái riềng với rau má em. Với rau má với riềng mà bước vào bụng là ok. Ăn cho nó thơm. Đút sâu lên trên này, đút hẳn vào trong. Thơm đấy các bạn ạ, bỏ ra ngửi đã thấy mùi thơm này. Phần này nướng tuyệt vời luôn đấy. Nhét vào bụng nó kia. Rồi, thì bó bằng cái dây này bó vào nó ra.
lại mưa tăm tăm anh em này. Đấy, có nghe hạt mưa tí tách không? Đây, coi anh em xem này. Mưa rồi. Mưa phùn các bác ạ. mưa phùn. Anh em nhìn này. Hạt mưa lốp đốp ướt hết cả cây cối các bác nhìn này. Mưa nay này đánh này hay gặp cá chép các bác ơi. Về quá. Này cũng thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Đấy, anh em mình có con đang cắn kìa, cái sởi mút kìa, mút bành phao bác kìa. Này, chắc là cá rô rồi, ui ui. Đây rồi, ui ui, hàng to anh em ơi. Ui trời ơi, hàng to không phải rô các bác ơi. Con gì vậy? Wow, bự anh em ơi. Ui, 4-6 tay lên rồi, bự. Ui, con này to quá các bác ơi. Con gì vậy? Trời ơi, đóng đầu, muốn sợ đấy. Wow, con này to anh em ơi. Ui, bự. Ui, chép rồi. Ui, chép to các bác này. Rồi mà nó đóng. À dạ, anh em nhìn được 4-6 tay lên khiếp không? Phê chưa? Anh em nhìn này, 4-6 tay lên phê chưa? Chép các bác ạ. Này, dã man. Con này to. Nhưng mà nó mắc vào đây rồi, không biết có lên được không các bác ạ. Phê quá. Kinh. Rồi anh em nhìn đây. Phê luôn. Chép to. Này em xuống vợt anh em ạ. Ủa, cần còng tít to lù mù. Nó mắc nhiều dây quá. À, chỗ này vẫn đứng được anh em ạ. Mắc nhiều cái rau muống quá, không biết còn luôn. Vào đây. Toàn cái gốc cây gì? Không biết còn không bây giờ ơi. À, vẫn còn. Vẫn còn anh em này. Một... Chết rồi. Vật con cá đó anh em ạ. Chép to luôn anh em này. Ủa, chép nó phải thế này chứ. Ở trên nó mắc nhiều rau muống quá. Toàn gốc cây đây các bác ạ. Gốc cây không phải nữa đâu. Sợ quá. Ê, đóng cá nó phải thế này các bác ơi. Lại anh em ơi, to chưa? Này, nó mắc quá. Ủa, các bác nhìn này. Về chưa? Mưa to rồi, được con chép to chưa anh em ơi? Nó phải thế này chứ. Anh em bảo con này mấy cân. Rồi, đã chưa con này? Ôi giời. Phê. Đó, nhanh. Ủa, mưa to. Vật lên mưa to quá anh em ạ. Mắc nhiều rong muống quá. Mắc quá, mưa to rồi. Mưa to được con này. Các bác có sướng không? Ok. Wow. Ôi chết, lên các bác ơi. Chết rồi. Sướng như con tê tê. Phê. Mưa to phê quá anh em này. Ôi trời.
cô nó phải thế này ý. Em tháo quả phao ra lại á, nó vướng nhiều gốc cây quá anh em ạ. Xem cụ tổ rồi. Nó đóng vướng vào phần cái mà. Ủa ơi, gốc cây nó thối kinh quá anh em ạ. Mùi. Cái này mới là cầu kéo chứ. Tay. Nó thật sự anh em ạ, tay em đang run. Phê phê. Đang gỡ gỡ từ từ đây đang nó rối anh em nhé. Ý có bác bảo đánh cần đài 46 tên này đánh bằng ngọn đài, có bác bò sướng thật đấy. Ngọn nó mềm, bò cảm giác nó phê thật. Nhưng mà cá to cái bò kéo luôn anh em ạ. Đóng ở đâu vậy? Ôi bùng lưỡi, bùng lưỡi anh em này. Con này nó đóng ở bên ngoài. Con này đóng ngoài ổ chứ không đóng vào mồm anh em ạ. Nó bình tĩnh, này nó mắc bên ngoài này. Ai bình tĩnh. Bẩn quá, mưa gió nó bẩn. Mặc tứ xỉa rồi, phải nuôi cái lưỡi rồi. Đây anh em thẩm em con này mấy cân quá, ôi này. Wow. Cái này nếu mà quay này thì anh em không thể nào biết được độ to đó, để em kéo luôn đây. Không thể biết được độ to đó đâu các bác ạ. Ôi, cái này phải đo các bác nhá. Đo, cái này phải đo. Ở tí về thì sẽ cân sau. Đây, một gan tay của em là 20cm các bác nhá. 20 này, đến đây nhỉ. 40 này, 55, đấy là 55, cái đuôi là 55cm anh em ạ. Wow, phải nói là tay run anh em ạ, cầm tay vẫn nó run luôn. Này các bác bảo đi đời đi cầu này có sướng không? Mưa, mưa đi cầu cái đính chẹp ngay anh em ạ. Ôi thôi, được, vào dọ. Trời ơi, vào túi. Còn này về mà. Còn này mà lấy om dưa thì có phải là hết luôn két bia các bác ạ. Không, trời rét này khả năng một tí rượu. Phải làm tí rượu với con này mới hợp lý. Ồ, đừng. Bảo đây em ơi. Này, to thất đi các bác ạ. Phê quá. Ôi, thả nó xuống đây các bác nhá. Con đầu tiên, ôi à. Rồi, con này cắm. Cắm luôn vào đây. Đục thùng vải luôn. Ok. Ui, cảm giác nó phê như con tuyệt tề anh em ạ. Lâu lắm rồi em mới câu con chép to này anh em ạ. Cần đâu rồi, cây đâu rồi. Chứ rồi vừa còn hút quả phao vứt đâu cơ. Mắc quá. Toán cái cây, trời ơi, đất hỡi này nó dính vào anh em này. Ui, lưỡi cuốn, ở trên đó. Nó phật này, cuốn đây. Tay đang run này, đang cái lúc đã vội rồi, nó lại còn cứ thích nhìn nhằng. À đây, phào đây. Phải nói là cái cây 46T này, hôm nay em lắp cái ngọn đài vào, bò nó cảm giác dã man anh em ạ. Cảm giác nó như gãy cần đến nơi đấy. Ngọn nó mềm mà, bình thường em bo cần cứng thì em bo cảm giác là dính là nó mút là nó lích ngay. Là nó cứng cần ngay. Nói chung là cần mềm cần cứng này mỗi cái nó có cái hay riêng. Nếu mà con to này thì cần cứng thì bo cảm giác nó kịch tay nó rất là sướng. Cần mềm thì cứ hãi nó gãy anh em ạ, kiểu như là nó cũng mút tu xuống ấy. Phề. Không còn gì phê hơn. Xuống. Còn thì cắm viên nghe đánh cảm giác nó nhạy thật đấy. Không mồi các bác ơi. Cá thật đấy. Đánh bụi vào muống này nó hợp lý anh em này. Lạch ổ anh em ạ. Đó. Tuyệt vời. Ui, trời mưa lên con chép phê quá các bác ơi. Thằng em đang phải cắm ô ướt cái đống lửa các bác kìa. Đã quá. Mưa này đến ngày. Ui, gió. Ơi, nhổ cái ô về. Về ăn trưa xong rồi tí lại câu tiếp anh em ạ. Anh em tôi ăn trưa cái đã. Chân tay run anh em ạ. Đấy, con cá to quá. Vừa lên con to này nó còn đang động hình ra này. Một nát nữa thì mới câu được. Nó đang đói nữa. Mắc cái ô về đây. Chín chưa? À, trời đang mưa quá anh em này. Anh em tôi đang lo than nó không đủ cơ.
Với lại nếu một mặt nó hơi lâu cũng nay để nửa hơi cao. Mưa tuyệt vời. Mưa gió này câu tuyệt vời. Bây giờ cho mấy cái cục này vào ngay các bác ạ. Một tí là hết hàng rồi. Cái này nó bị ẩm, không chín được nó là hỏng đấy. Mưa đến hơi bất ngờ. Ở mưa này đánh thì ngon, dập chép. Mưa dập cá chép. Nhỏ quá nhỉ. Anh em nhìn nó chín nó lứt thịt đã đẹp chưa? Cái chỗ kia lúc buổi sáng anh em tôi cho nó hơi sâu nhìn ra là nó bị cháy. Mấy mai sau lại phải cho cao lên. Lửa cháy hồng. Về chưa các bác này? Mưa rét được ngồi như thế này cảm giác nó mà sướng các bác ạ. Đợt này là đợt rét cuối cùng rồi đấy. Hôm nay là buổi rét cuối cùng rồi. Sắp chuẩn bị Thanh Minh hết đợt này là Thanh Minh là bắt đầu là nắng ấm không còn lạnh nữa. Ô, anh em nhìn nhớ phê rồi. Cái này khả năng không cần phải quét sạc tế các bác ạ. Con này ra đẹp thật. Ồ, mèo nướng ngon chưa? Mưa bay bay rồi, không cần quét sạc tế anh em ạ. Quá tuyệt vời. Nó thịt nó khô dần các bác nhìn nó sướng không? Nó bóng lọng, ngon chưa anh em ạ? Về nha. Rau đậu bên trong bắt đầu nó khô đấy. Cái mùi riềng nó bốc ra nghe. Nó thơm. Ngửi như kiểu một cái chó. Ồ, nở hồng quá. Này, ở đây có cái lậu chín này, các bác đã ăn cái quả lậu bao giờ chưa nhỉ? Đây, cái quả này. Nó chín rụng các bác này. Ngày xưa bọn em đi chân bò là hay bắt cái quả này ăn lắm. Bây giờ cao quá không chào được. Mưa nó trơn. Ở đây đấy có một quả này bắt. Úi giời. Ui, ướt, mưa nữa ướt. Đây có mấy quả đấy. Trùng quá. Cái nậu này phải có cái quả nậu gọi là quả nậu chu chi ăn nó mới ngon, nó không chua lắm. Cái loại này thì ăn là sẽ chua này. Đấy, một chùm luôn. Cái này thì về rửa qua ăn quá, đấy nó bẩn bụi bám bẩn toàn con gì đấy. Này tí về rửa qua ăn ngon, chấm chua thì tuyệt vời. Ui. Đây, vừa đi về mua bia anh em ạ. Chặt được hai cái lá chuối đi trơn ngã tí nó vô mồm. Mưa nó trơn quá. Đi về lá chuối đây, về đấy cái chỗ anh em tôi gác đựng. Đi không? Thì nó trơn thật. Đấy, bây giờ anh em tôi giải đấy coi nhá, cái bàn luôn. Này nó cắt đôi lá ra vừa tầm. Cái rào này vừa chắc nó hơi bẩn, có tao con đâu nhỉ. Đẩy tao con để đây. Cho lùi cái này ra. Ai da. Đấy. Xanh tươi. Thế thành cái bàn hai thằng ngồi. Quá đẹp luôn các bác này. Cho cái lá lon xuống dưới. Đó. Sạch luôn, mưa vừa sạch luôn các bạn, nó chỉ dính một tí nước thôi mà rất là sạch. Rồi ok. Nào, anh em tôi chuyển cho con. Rồi, cái kia quay. Rồi, anh em tôi đầu chuyển các bác ạ. Đói quá, thơm. Ui giời. Đã chưa các bác ơi. Ôi ngon chưa anh em ơi. Đẹp nhất. Ui xa. Tuyệt vời. Ai, cắt cái này ra cái. Ngon lắm các bạn ạ. Nó thơm, cái mùi riềng nó thơm kinh khủng luôn. Ui dạ. Đấy, còn gì vào. Nhìn được cái này mà. Gió to.